Xin chào mọi người, đây là bộ thìa dĩa 60 món VMF Miami. Nó dành cho được 12 người ăn. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn xem một khui bên trong xem là có những cái gì nhá. Nói chung là bộ hoành tráng và bộ xịn, là những cái bộ thìa dĩa bên này nhìn rất là ngỡ ngàng. Đây, bên trong nó còn có lớp xốp như này và mở lớp xốp lên đấy. Các cái ngăn rất là chỉn chu, rõ ràng, thiết kế rất là đẹp. Bộ thìa dĩa Miami 60 món là nó gồm có ở đây là mỗi một nó có dành cho 12 người ăn, thì trong mỗi một cái set đấy ấy, thì nó gồm có 5 các cái phần khác nhau. Thì ở đây các bạn thấy là luôn là một cái dao to này, một cái dĩa này, một cái thìa này, thìa ăn súp này. Ngoài ra thì có thêm đây một cái thìa cà phê đây. Và có thêm một cái dĩa nhỏ để ăn bánh đây. Đấy. Đây là bộ 12 người ăn. Thì là 12 nhân với 5 là 60 đấy, sẽ thành 60 món. Nói chung là bộ xịn thì cầm nó rất là khát tay. Các cái bộ này mà các bạn so sánh với thìa dĩa ở Việt Nam, bạn sẽ thấy thìa dĩa Việt Nam cầm rất là mảnh và nó sắc, nó các cái đường nét nó không được tròn trịa như thế này. Nói chung là bộ xịn khác, cầm rất là thích. Nhưng mà nó cũng đắt mà. Rất là đẹp. Thì thép là thép không gỉ, cứng và mạ chrome sáng bóng. Nói chung là rất là bền. Độ bóng của VMF này nó được kéo dài rất là lâu. Tuổi thọ mà để cho nó giữ gìn được vẻ đẹp như này, nói chung là cũng trường kỳ đấy. Đẹp và có khác.